Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Tùng cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Bây giờ anh em mình vừa cứu một tay lưới xong rồi cả nhà. Mà tay lưới nãy dính hú ba sa cũng nhiều. Anh em mình đã chạy về, mình để cái gọng đi cho mấy con cá nó khỏe. Chứ anh em mình để thời gian lâu nó sẽ bị yếu và nó chết. Ngày mai anh em mình bán không có giá. Thì anh em mình còn một tay lưới nữa. Bây giờ thì anh em mình tiếp tục lên đường đi cuốn tay lưới này. Tụi mời cả nhà tiếp tục xem anh em mình bắt cá nha. Phao mình bữa nay đen thui à, thùng đen mà không có đèn nữa. Thì tay lưới trước á, anh em mình được cá hôm mới cá hú ba sa rồi. Dỡ cái gì nữa kìa. Ở trong này mình được con cá cốc với con cá cày. Cá cày cũng bự nè, cá cày làm 3kg á. Cá cốc thì tầm khoảng 600-700g gì à. Ở ngoài này thì mình được con tôm, ở ngoài nữa con tôm này bữa trước nữa. Con tôm này đánh chết rồi, nên đi hai đem ra ngoài. Mình được 3 con cá sủ. Con này khoảng ký mấy à? Con này khoảng ký rưỡi, ký 6 gì ạ? Ký 6 đi. Ký rưỡi thì nó hơi non. Ký 6 á, nó bị vừa. Hai con này thì nhỏ thôi. Hai con này tầm khoảng hai con cộng lại tầm khoảng 400g. Bữa nay giờ này mới có 3 con cá sủ à. Cái lưới này chị Hai cố gắng bắt chừng khoảng tầm 17 con cá sủ thôi, khoảng 20 nha. Bắt quá nhiều không đạt. Trời ơi cũng ít quá ha, 10 con thôi nữa. Em nấu nấu chị Hai tưởng đâu giật lại cũng giật ít xỉu ha. Lại. Dạ. Thì giật lại đó. Ừ, giật rồi đó ha. Mày đâu có quẩy thôi, tao đâu 10 con không chịu. Hết 10 con thôi, không chịu rồi, mày hạt hổ chết. Trời ơi, mấy con cá này nó như nên nó lớn hết. Nó, con gì? Cá cốc. Ôi, được con cá cốc. Cá cốc bự hơn. Em vừa vô coi con cá cốc ở trong đục nó ngớp gì hả? Nó ngớp hay thường lắm, nó miệng nó ngớp ngớp. Có thức ăn không? Thảy cho nó ăn vô. Dạ, con cá cốc anh em mình vừa dính này nó bự hơn con cá trong đục. Gán giữ con đó cho nó bóng rồi, bóng lộng rồi. Nó bóng là người nó láng á nha, chứ không phải là con cá bóng nha. Đánh vậy hả? Không mà cá đó có giá chưa? Mà mình bứt lưới được chưa? Thì muốn khó gỡ thì bứt lưới. Không, mà quan trọng mình muốn giữ cho nó sống nè. Không, cá đó không sống. Không sống. Sống. Sống không? Chết chết. Không sống á. Chị Hai phán rồi. Sống là sống. Không là không. Sống là không. Cái này còn mồi nhậu. Để em, chị Hai đứng yên đi. Chị Hai nghiêng bên kia đi. Anh nhìn cái cờ. Nhìn cái cờ đi. Em bỏ con cá để vô cho nó yên rồi. Anh Hai cầm sao cho em cầm cái lường này. Chắc rồi, ok. Đúng rồi, giờ này kêu nó dãy, nó nhảy không nổi nữa. Đuối quá đuối rồi cả nhà. Nói chung nó dính lưới thời gian cũng lâu. Tại lưới này anh em mình ngâm cũng lâu, thời gian lâu lắm. 4 tiếng á. Cái cốc này khoảng nha. Ừ, cá cốc nữa hay gì nè. Chưa kịp cân con cá cốc nữa. Cá cốc nữa kìa. Cá cốc nhỏ hơn. Cái cân tay em mới nhảy lên ký mốt cái anh quay qua anh kêu cá cốc nữa rồi, cái lấy gì cân con cá kia chị Hai? Không sao bằng được. Thôi à, chị Hai nó chơi rồi đó. Bạn con cá nào? Cá mới dính liền hả? Thôi. Chị Hai bữa nay dở hơi sâu rồi đó. Anh Hai, con cá này chỉ nói bằng cá mới lên kìa. Nhỏ rồi. Có nên cãi với trai không hay là thôi chị cho chị Hai thắng luôn. Anh Hai sao anh cười vậy? Nhờ nắm tình hình cãi không trâu rồi, cười đúng cái đùi á. Vẫn chơi hoài con này mà sao? Thì nó tên sao nhỏ nhỏ hơn chút. Mới nó bằng đây giờ nhỏ hơn chút rồi, để chờ xuống mau lắm. Cái đầu cầm cái nó nhỏ hơn nhiều lắm mà. Xuống từ từ. Hồi cái nó bằng nửa con kia rồi nha. Không à. Quá, giờ cưng cá này quá chừng rồi mà gỡ khó. Cái
cưng thì càng gỡ khó. Rồi cá cày, cá cóc nó có cái gai trên này, một gai gai ngừa thì gan cưa đó nè, bị sứa vô là tắt sạch đó. Thì nếu mà dễ thì mình bẻ cái gai đó, nhưng mà vậy thì cá nó mất sức, ngày mơi nó sẽ yếu hơn. Mình muốn giữ cho nó tới ngày mơi còn sống á thì mình bán có giá hơn. Đây tới sáng cũng còn lâu mà, giờ này mới có khoảng 8 giờ gì, ngày khoảng 8 giờ đêm gì. Vô quay ghê anh hai, khoan từ từ để coi. Anh hai coi kỹ nha anh hai, để quay thành hai vòng đó nha anh hai. Tới chút cái giấc này thì thấy rồi đó, tới đó quay lên xe đét. Quay video nữa hả? Ừ. Nữa hả? Vòng nữa. Trả lời giải quyết vòng. À dạ dạ. Dạ. Có vậy đó vậy á. Cái chỗ này là cái chỗ khác chứ hồi tại nãy nó ra rồi chứ bộ. Chỗ khác ra đi ơi. Đi tới hai vòng dữ à. Hai chỗ chéo qua lận bộ. Tới rồi nè. Bạn nói là mình qua đứt, mình qua đứt, mình nói là cái chỗ đó hồi bữa trước á bị anh em mình bị đứt. Anh hai tranh thủ sửa chữa lại luôn. Chị hai thường thường là sửa chữa viền chì, anh hai mình sửa chữa viền phao. Đó, bông lau. Đó, ba cái luôn. Nghĩ dành nghĩa này xuống dưới hả? Hồi chiều có ghé anh hai? Chưa. Nay đi xuống 17 hay gì á. Biết. Ba Đạt về hay gì á. Chị hai vừa kéo lên một cái bọc màu xanh. Màu xanh hy vọng. Chị hai hy vọng gì nè? Cá sủ mấy ký? 10 ký. Mong bà cậu độ cho mong ước của chị hai con thành sự thật. Rồi Út với em Đạt kéo xong trước rồi, chạy về tới rồi nè. Sao rồi? Vậy cũng có 5. Vậy thôi kìa, không có 5-6 ký cá sủ hả cậu? Với con cá ba cá hú tầm 3 ký nữa hả? Cá hú con dính trên ngay chỗ đó phải không? Rồi thôi con cày cái hú đó đó. Dạ. Nằm trên đó đó. Hiện trên phao đỏ. Vậy là con cá hú ở con cao ngay chân cái đầu đó mà ngay chân cái phao đỏ chởn á. Vậy là con hú gơ con Út nuôi lại rồi ha. Nuôi lại nữa rồi. Bữa về cái hú bắt trên đó chứ đâu. Mình thấy con cá sủ hoài bốn được. Quay tầm 2 ký mấy. Nay con Út không nhiều mỗi bữa. Mới mua chiếc Út nhiều hơn, mình cũng tạm ổn thôi. Nhưng mà công sức đi hồi trưa tới giờ qua đây rồi, nhiêu đây thì hơi tiếc ha. À, cá sủ hả? Ba con cá sủ. Con tôm chết. Hai con cá cóc, ba con cá cóc. Cái gì? Ba cá cóc. Ba cá cóc, một cá cóc. Cái này là của lứa trước. Chỉ xa. Có ba con cá cóc là ta lưới này thôi, còn mấy cái này lưới trước tại con đem mấy cá hú bà sa đem gọng rồi tại nó yếu không, bữa nay không bự cuối lưới rồi đó mới dính được đó. Ông thôi là thấy là đi về rồi đó, đâu có đám cá bên đó nữa.
phát hiện mới nó bắt đầu tầm lum chưa không biết nữa. Ừ. Rồi, vậy nằm có bên vậy? Cái gần bên cái đầu lưới bển á. Rồi rồi, thôi cổ với em Đạt về sớm nghỉ ngơi. Cổ với em Đạt còn phải chạy xuồng về bên nhà nữa nè, mà xa. Mời bác Hugo Đạt ơi, hẹn em ơi. Rồi không có chạy cho. Chị hai con em ơi, sửa cái đèn đó lại nha. Chị hai nghiên cứu sửa cái chỗ cái đèn đó nha. Ốc đó cũng luộc được nữa hả? Đưa em hay là quăng? Đây, nhảy vô. Thử nha. Rồi anh hai thử đi. Bởi vậy em nói rồi, phải dẫn anh hai đi hội chợ thôi. Vậy chứ đi hội chợ lộ thấy không hả? Quá siêu. Nãy em vô. Đi hội chợ ông vào lô tô mà, không ông không cho thảy banh hả? Ừ. Được không Tôm? Rồi, chị hai làm gãy hai càng luôn rồi. Vậy chứ con tôm không có càng sao được con tôm. Chỉ con tôm nào không có càng. Để tao khám phá luôn rồi. Khám phá cái gì con cà, chị hai làm gãy thì hai giật. Hai cái càng nó đem thù lùi hết trơn nè ơi. Đây, nó đâu có cái càng đâu. À, chị hai nói, chị hai gọi nó là sao ta? Nó gãy hồi nào rồi. Chị hai điều tra. Ừ. Bởi vì đổ thừa chị hai khơi khơi đâu có được, chị hai điều tra. Có nghĩa là nó gãy lâu rồi, nó bị đóng sình chỗ này nè. Ừ. À, nó mới đen, cái chỗ cái càng. Vậy sao nó sống được ta? Sao nó kiếm ăn được rồi nó cái càng nào nó gấp thức ăn nó bơi nó hỏng hoài hả chừng nào cái gì dính vô nó ăn hả chứ nó không có gấp ha rồi tới đó nó càng nhỏ ôm vô cạp càng nhỏ đâu không có càng nhỏ luôn nè có mấy chân ngoe à chân ngoe á ôm vô cạp vậy mà nó ăn sao nó mập chứ hay là mới gãy à bự vậy nó mới gãy bình thường mấy con mà bị gãy à nó bị gì chị hai chị hai đang kéo hỏi gì một lần nữa anh nghĩ anh nói mấy con mà gãy càng ở dưới nước á là tại vì nó chiến đấu hỏi nó chiến đấu thì làm gì anh nghĩ nó chiến đấu nó giành tôm cái anh nói gì anh ấy thì cũng như mình vậy thôi nó trời ơi mình biết anh nó cũng như mình vậy thôi gốc lừng nó lên từ từ rồi anh hai nói gốc lừng rồi cái gì ủi nó không có lên này. Dòng lội tiếp theo chị hai vừa kéo dính một cái gốc lừng. Chị hai làm gì hai? Gì chị bứ? Thôi thôi không thấy. Ủa không thấy là hỏi tao làm cái gì? Không, tưởng đâu chị hai. Gì á? Hả? Trời học trò. Chị hai hỏi thấy gì không thấy con cá gì không em chưa thấy. Chị ta hỏi thấy con cá không chứ ta hỏi thấy gì? Chị em chưa thấy. Vậy hỏi chị hai làm gì chị hai? Nó cả thù cho vui chàng hãng rồi nào biết cỡ này anh hai thấy quá chính xác phải cái còn cái còn ngày mơ chắc thu hẹp cái miệng đục này lại quá tăng độ khó cho anh hai lên level lên cấp lên tầng lên level hay lên cái điện thoại của mày lên điện thoại của mày là chắc ăn rồi có để xa xa ra chị hai ai đứa đấy gần chứ gán chịu còn để sát vô cái điện thoại để sát cái đục thì không hả không vô nó vô nó canh nó thì nó vừa thì thôi mình sợ nó quá hốt nó bay cái bóp đi ghe như miếng dán mà anh để lên cái sân á anh chạy xe đạp anh chạy bình thường trên miếng dán không bị gớt mà bắt cái cầu cái xong rồi bắt xong phải không đi ghe đó áp lực tâm lý à thì là anh nghĩa lại phải không thì là anh em mình kéo lưới mà có khách lại là hên nè không chừng dính con cá sủ 10 kg giống như mong muốn của chị hai luôn nè chị hai chạy sáng nước y gan như hổm vậy đó chạy sáng nước luôn vậy đó mà hôm qua ủi không nổi tắt máy luôn
tại vì cái máy anh chịu không nổi, nó quá trời nặng, đờ tua nó kéo không nổi, nó đứng cái chân vịt luôn hai, ghê không? Đưa chậm á, chậm biết đứng luôn. Còn đờ tua mà lẹ thì nó đã là nó luốc đúng không? Đờ tua này mà ủi không nổi là nó đứng luôn. Rồi cái ông chú cũng ra ông ủi tiếp luôn mà. Dính qua về bè như mình hồi tối đó. Không dính chỗ đó là sao không nặng. Chỉ có máy mình chịu mới nổi. Phút luôn đó. Nè anh Nghĩa lại đem may mắn lại cho chị nè. 9 con cá sủ 10 kg liền. Đó có không mẹ? Có nữa. Đỏ điểm hả? Anh sao rồi? Hả? Lại cho coi mắt coi. Trời ơi cái mặt đẹp trai cũng như ngày nào có mắt hoài. Nó bụng khối là đánh. Đẹp trai. chủ yếu đẹp ít mà trai nhiều được rồi. Trai không chứ không có đẹp mà nghe. Em nói anh á là lại đây coi mắt là ta coi mắt cá ông ơi. Coi mắt cái đục á. Sao rồi? Sao rồi anh? Sao rồi? Điểm mới. Có nào bự không? Nhiều không? Nhiều không? Tính con thì nhiều nhưng mà tính ký thì ít. Cái bầy này nhiều hơn bảy nhà. Nhiều hơn bảy nhà. Sản xuất gì không sợ gì, sản xuất gì với bà. Chưa đục hết à? Chọc đục mới, ngoại mới. Trời ơi, dữ. Wow. Điểm mới cho chứ không phải như ông Lộc đi điểm mới chứ quất. Trời ơi. Cái này có lý hơn. Xí giờ nổi đau nữa. Dạ. Nhiều không? Hai ba con tôm gì con cá cóc. Hai cá sủ một cái giữ. Rồi xong. Ốc nhìn nhiều hơn về sống. Được. Sao nó không ốp vô nhỉ? Đợi nó ốp. Wow, dữ nha. Dữ hơn cá sủ mình nữa chị Hai ơi. Bây giờ em lấy nhớt nè, cho chị Hai dính cá sủ 10 kg nha. Rồi, sủ nhỏ là 1 con, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con cá sủ, dữ dằn. Con cá sát nè. Con tôm nữa. Wow, có cả 2, 3 con này bự nè. Mấy này bự chứ. Cái mấy chân rồi, cái 7, cái 8 chân. Rồi, nghĩa mình khai thác điểm mới thành công quá cả nè. Khui đục nè. Khui đục à, 2, 3, khui. Đâu, nó trốn đâu rồi. Đi kiếm đi. Thôi rồi. Nằm trong á. Thôi rồi. Sao quá. Hả? Sao á? Phải không? Ừ, dở thì sao không dở? Dạ trời. Đi kiếm đi. Tôm rồi nó trốn lum luôn. Ồ, khui học á. Có tôm hả? Có cá nữa. Có gì? Cá rảnh. Cá sủ chứ ai à. Thôi. Ai tính ba cá đó. Thôi. Ví dụ ơi. Ai dạ. Còn khủng nằm trong à. Thôi ví dụ à. Tám à. Còn đục chi. Đục đâu thấy đâu. Vợ ra mới thấy. Ông này vẫn chơi hoài trời. Trời. Nằm tốt sao á. Nằm quay sao chứ chạy máy nằm sao chứ. Lớt tao mũ sao. Đến nó muốn mới dở không được. Ồ. Trời ơi, con cá sủ bự. Cái sủ khủng của anh hả? Thôi lấy ra cho anh nè. Ơi, sủ khủng. Khủng không? Khủng lắm. Ai vậy? Kiếm như nó bự nhìn như là cái gì. Ê bà con. Ai người ta tính bằng con chứ đâu, tao tính bằng ký đâu. Ủa bà con còn sống rồi sao? Bắt ra luôn. Ê rồi. Sống chết cũng vậy rồi. Trời ơi, con cá sủ nó còn sống nhưng mà nó bự lắm cái nhà, nó bự, anh nghĩ nó khủng nè. Cỡ này lấy hơn được, có cá sủ lại nha, đã khổng làm đâu cả chục giác ra, không có một con nữa. Cỡ này có cái hơi lại rồi. Hơi lại ha. Thôi. Đợi coi cỡ đâu rồi, Tùng. Về nha, bye bye. Thôi, bye bye anh nghĩa. Bye bye cả nhà. Dạ.
nhớ vợ quá. Ủa nhớ con quá. Rồi rồi anh nhớ nữa rồi. Anh nhớ nữa rồi cả nhà ơi. Nhớ chứ đừng đẻ nữa nha ba. À, đi từ chưa bao giờ rồi. Má đẻ hoài má không chán hả? À? Tôi đâu có đẻ đâu. Vợ đẻ bộ. Dính có phèn. Chúa. Wow. Điện vớt xong. Có phèn có phèn. Em sợ nó rớt em hứng. Quèo rồi không sống nổi. Cái đây là cá phèn đó nha. Nó có màu vàng đặc trưng. Cá phèn thì ngọt thịt với lại thịt nó hiền. Thì những cô bà mà sinh em bé á, thì trong tháng người ta hay kho cá lóc nè, gọi là cá phèn này để đảm bổ. Thì thịt nó hiền á nên mình dùng vào những trường hợp đó thì rất là hữu ích. Hình như đã lên cục đá rồi hả chị Hai? Vâng. Thì là hết lưới đã cả nhà. Anh Hai mình tới cái dây đầu phao rồi. Chị Hai thì kéo cục đá neo lên. Thì anh chị mình đã kéo xong tay lưới rồi. Giờ mình về mình bắt cá ra. Tay lưới này ít hơn tay lưới đầu. Lưới đầu thì mình nhờ được con bầy cá hú ba sa. Hồi về rồi mình bắt số cá này ra cái mình. Ủa cái này mình có cái gọng nữa không ta? Hay là mình bắt vô cái xô ha? Xô đi ướp ha? Còn mấy con cá này để trong bục luôn. À, bây giờ mình tranh thủ chạy về cái nha, chạy về nha. Thì hồi nãy anh em mình có dính một con gì ở ngoài á, con gì ở ngoài nó chạy lại nó cắn luôn mấy con trong á, mới thấy nè. Trời, chạy rồi động cá nó nhảy hả, em thấy con cá ở ngoài dắp rõ ràng à. Thì đây là cái số cá của tay lưới đầu á, lưới đầu này dính nhiều hơn. Lấy lại cái đi, đúng rồi, lấy cái vỏ cái sọt gì mình bắt cá sủ đi. Này cũng tương đối mệt ha trai ha, đuối chứ. Mặc dù bữa nay không có kiểu như dướng gốc như mấy bữa trước nhưng mà thấy cái cũng nặng cái vỏ đó. Ừ, tại cá ít tới vỏ bự đựng cho bự. Ủa cá ít mình lấy cá nhỏ mình đựng nó mới tràn ra cái vỏ nhỏ chứ. Trời, lấy vỏ bự đựng cho vậy. Đâu vậy trời, không trời không có lợi chị Hai. Ủa tao cái đưa đâu đâu chứ kêu mày trả cho tao nó vỏ chứ tao có được. Mấy cái cốc. À bây giờ cá nào vô vỏ thì chị Hai lụm trước đi. Một con tôm. Cái cốc kìa, một con cá cốc, hai con cá cốc. Một con cá cầy. Ở trong đó mình được ba con cá cốc hay ha. Rồi. Thì trong đó mình được ba con cá cốc, một con cá cầy, cái gì nữa không chị Hai? Hai con cá cầy. Hai cái này là đúng rồi tại lưới trước nữa. Hai con này cộng lại cả 5 kg á, được không? 4 kg mấy 5 kg ha. Còn ba con cá cốc đó cộng lại khoảng 3 kg không? Cái gì? Ba con cỡ 4 kg. Đó. Ba con nó có 4 kg. Con mới đẻ mà chị Hai nói bằng. Này nó mới 4 kg nè. Con cốc đực. Đó
cốc mà cốc đầu vàng cốc thì rồi thì cái phần cá nào cái này mình để trong lọc ha. Vậy rồi mình không có bắt ra cả nhà, mình đậy lại đi. Còn cái phần bên đây là mình được ba cá sủ nữa nè, cá lưới trước với con cá phèn. Rồi lụm vô nữa là xong. Đi tay thẳng tay lụm luôn đi. À, không mấy em lụm à. Lụm vậy muối chiên nha nè. Hai con muối chiên nha nè. Con cá phèn dưới nữa. Mà rồi, ta lưới sau này thì con ít hơn gà nữa nhưng mà cũng tương đối được. Lụm luôn chiên luôn ha. Anh ăn rồi mà. Cái gì vậy? Giơ tay, thằng ơi, không tắm hả? À, trời ơi, trời ơi. Ê. Ủa sao bữa nay kỹ dữ vậy trời? Ừ, bữa nay kỹ. Ngay kỹ á. Đây rồi. Thì bây giờ đã xong buổi thăm lưới rồi, Tùng kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Tùng và anh chị hai hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo. Rồi, lên tắm rửa ngủ đi, ngủ nghỉ đi. Kéo lưới về cũng đuối, ngủ ngon. Rồi.